Xin chào mọi người, mình cùng khám hoa với mình nhé. Nên ly hôn, không tranh chấp tài sản, không tranh chấp con cái, tức nghĩa là mình cứ nuôi hai đứa đến lúc mồ anh về anh muốn đi thì đuối. Còn ví dụ như sau này hắn mà để cho bà mai nuôi thì mình với bà mai là đưa cho mình nuôi, còn lúc mồ anh muốn muốn thì hắn hắn muốn, ý kiểu là giữa thì chỉ có như giữa là mình không phải tranh nó. Mình không phải phải tranh chấp, mình không phải thuê luật sư các thứ, mà mình dứt khoát hẳn được với hắn, chị hiểu không? Cứ lên hắn nói thế này. Còn nếu như mà phải tranh quân lên hắn biểu là quân rắc rối hơn là tranh tài sản. Hắn lên hắn biểu là phí luật sư ở ngoài Hà Nội là tầm 40-50 triệu, còn ở quê mình khoảng tầm là 30 triệu. À thì mình cứ để cho nuôi đây nè, nuôi hắn đứa nè. Thì ý là con Linh hắn biểu là bây giờ chỉ còn cách là em làm đơn phương ly hôn, hiểu không? Nhưng mà cứ để con thì cứ để ra tòa cho tòa xử, là ví dụ để cho thằng về nuôi, còn còn mình nuôi thì mình cứ nuôi đây, còn khi mua hắn tiền hắn đuốn thì hắn đuốn. Ví dụ như là mình cũng có đưa ra ý kiến là ví dụ như Là chờ mình vẫn muốn nuôi cả hai đứa. nuôi cả hai đứa mà cho cũng phải đưa cái đưa 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 cái những cái điểm yếu của thằng Phương ra là không 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 có thể nuôi được được con. Nhưng mà tòa vẫn giải quyết là chia đôi chị ạ. Không Vẫn vậy vậy là cái chia chip đôi. chia đôi nhưng mà cũng phải hỏi ý kiến thằng Phương có nuôi được hay không. Thì hắn vẫn tranh mà. Ôi thôi thì hắn xác định nó chả nuôi được lâu dài Thì cứ còn con Linh hắn biểu là bà mà cứ ý là cứ mập mờ đi á, mà. còn chưa biết đến lúc nào bà mới 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 giải quyết được đâu. Hắn biểu dưới này, Ôi. hắn biểu là bây giờ chỉ còn cách là mình cứ làm đơn phương ly hôn á, không tranh chấp tài sản và không tranh chấp con cái, giải quyết cho gọn, vì trước sau thì mình cũng không tranh được con. Hắn biểu em dưới này, hắn biểu là trước sau thì bà cũng không tranh được con nếu như mà thằng chồng có ý định tranh con, trừ khi là thằng Phương không không có ý định tranh quân thì em mới được nuôi cả hai. Còn nếu thằng Phương có ý định tranh quân là em vẫn phải chia, bởi vì là hắn vẫn đi làm, hắn vẫn có thu nhập, mặc dù hắn có nợ nhưng mà hắn vẫn có thu nhập, thì hiểu không? Hắn vẫn có sức khỏe là tòa vẫn chia đôi cho hắn. Trốn đất phần Phật trên chết cháu này. Chẳng không ạ. Nồi để đến nồi. Còn con Linh nói là nếu như mà em đã không cần cái nhà đấy đấy, mà cũng không ý là không muốn liên quan đến cái nhà đấy, thì ví dụ như sau này bà Mai hoặc thằng Phương không trả được nợ đúng không, tôi ở ngân hàng nó cũng sẽ gọi đến em, nhưng mà nếu như em cũng không không trả được nợ thì ngân hàng họ sẽ thu tịch thu nhà, đúng không? Đó, con Linh nói thế, thì ý là đường mô mình cũng không cần, mà thì mình mặc kệ, nhà T muốn muốn giữ nhà thì nhà T trả nợ, còn nhà T không muốn giữ nhà thì cứ để đưa cho ngân hàng tịch thu. Anh nói với em thế này, chứ còn cứ kéo dài thì chưa biết đến lúc mua cái việc giải quyết. Nhưng mà ví dụ như mày không phải có ý kiến của mình là ví dụ như mình không tranh chấp tài sản, Nhưng mà mình muốn nuôi quân mình muốn nuôi quân. thì ý là trong đơn mình vẫn viết như dưới đó chạy. Quân Linh anh biểu là trong đơn mình vẫn viết như dưới mà vẫn nêu yêu cầu của mình, còn không biết tòa xử như thế nào. Mình muốn nuôi quân mà cũng phải viết Ý cam là kết phải chứng là minh, đôi bên là không phải được. Thôi 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 ý là biết. chứng ý là mình vẫn nói ra là thằng T hắn nợ lần hàng hoặc là thứ nọ thứ kia đó, thì con Linh anh bữa là cái khi nó thì tòa hà hắn sẽ kêu mình lên lên hai hoặc ba lần, thì cái khi mà mình mới hoàn cảnh với tòa mình cứ đi nhủ cái ông ở trên đó nói là cái tiền phí chờ muốn bao nhiêu á. Con Linh anh bữa hình như là tầm
tầm 10 triệu trở xuống. 5 triệu thôi. Thì hắn chỉ là 10 triệu trở xuống thôi. Mình còn thấy ông Tiến ông Toán nó chỉ có mất 1.000 bạc nha. Ông Toán này chạy ra tự nhiên muốn gọi nên là mất 5 triệu thôi. Hả? Tự nhiên gọi không thì hai người đó cũng thuận tình mà. Thuận tình như không này. Thôi. Thấy rồi à. Ví dụ như mình mà đưa tay kiếm, ví dụ như là mình không tranh chấp tài sản nhưng mà cái tài sản nó cũng không được bán, cũng phải để lại cho con mình thì cũng được không? Thì không được bán. Bán là phải có chữ ký của em chứ. Bán bây giờ là phải có chữ ký của em, chữ ký của thằng Phương mới được bán. Trời, em muốn bán là thằng Phương nhưng không muốn bán em cũng không bán được mà. Nhưng mà chờ ví dụ như là tòa như mà đã ly hôn rồi, thằng Phương ví dụ như kiểu chi nó màn đất qua tên mình hắn không màn được, mình không nghĩ là không màn được. Đúng, chờ muốn màn đất là sao tên hắn là em phải ra văn phòng công chứng, em đi chuyển nhượng lại. Đúng. Em chuyển nhượng lại cho mình thằng Phương. Ông Tín ông cũng màn qua tên đất ông xuống hết rồi. Đứa là chị ta chỉ đã đồng ý. Ông Tín ông sang tên của ông nó xuống vì tiền chị ta đã lấy rồi chị. Thì tức nghĩa là chị ta đã đồng ý bán cho ông Tín rồi thì lại rẻ. Mày nhiều lúc cũng muốn bỏ chắc tuân xuống. Con nên nhắc nữa là em có chứng minh kiểu chi thì em cũng không được nuôi hai đứa. Trừ khi em phải có một cái bảng lương giống như đi công ty giống như chị Doan á. Mà thu nhập của em phải từ 20 triệu trở lên thì mới được nuôi cả hai đứa. Nhưng đứa là mình phải có bảng lương như vậy ạ. Bây giờ mình nói mồm, ví dụ mình nói mồm tháng 20 triệu, hắn lại nói mồm tháng 30 triệu. Tôi chờ chị còn cách hết đây. Chờ lúc mà ông đốn thì đốn để dọn mình ra đi. Đốn đi, đừng để mình mỗi giờ ra điên mày, ra điên cậu mình cướp. Thì hắn đứa trước sau thì hắn bố biển hắn đốn của hắn đi đây rồi. Nè, em chẳng đốn được mấy bữa hè nữa. Mấy lần gà. Em nghĩ là hắn chỉ mới được cướp rồi. Đừng đơn giản. Đi màn suốt ngày, suốt đêm đấy. Đi tăng ca trên nọ trên kia 9-10 giờ trên 11 giờ trên việc với côn nó ăn rồi. Tất nhiên là không mượn nhà chủ nấu cái ăn, nó chả được chi cả, nhưng côn cái không được ăn hoặc đến nơi đến chốn là hư hỏng, nó đời nó khổ đấy chứ. Còn cha mẹ thì đứa con nít đã hư rồi thì khó lắm. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa đây rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye.